Vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2024, anh chị nhé. Hiện tại em đang so sánh và đánh giá cho anh chị hai dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm đó là đồng hồ chim đại bàng nắp phụ kiện bằng nhôm, và một sản phẩm đồng hồ chim đại bàng nắp phụ kiện bằng đồng. Thì hai sản phẩm này em đang kê cạnh nhau luôn anh chị nhé. Hai cái mẫu này thì bên em bán cực kỳ chạy trong cái thời gian gần đây, bởi vì những dòng sản phẩm này nó kích thước nó khá chi là nhỏ gọn mọi người nhé. Cao của nó sẽ là 1m8 từ dưới đất lên trên đỉnh là cao 1m8. Chiều rộng bệ của nó sẽ là 72 anh chị nhé. 72 73. Và chiều sâu của nó sẽ rơi vào 45 cm. Chất liệu em làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì ở đây em đang nắp hai cái phụ kiện khác nhau. Hai dòng sản phẩm này thì nó hoàn toàn giống nhau về phần kiểu dáng, kích thước cũng như là phần gỗ hay là máy. Chỉ khác nhau đúng là cái phần thiết kế của cái phần phụ kiện bằng đồng bên này và phụ kiện bằng nhôm bên này. Thường thường thì những cái mẫu nhỏ như thế này thì em lắp là phụ kiện bằng nhôm là chính anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây là các dòng sản phẩm cây lớn như là tứ trụ hay là cây đồng hồ to thì em mới lắp đồng hồ bằng đồng. Còn các dòng đồng hồ như là cây đàn hay là đồng hồ hoa lá tây hay là các loại đồng hồ chim đại bàng nó cao 1m7, 1m8 thì em lắp là phụ kiện bằng nhôm là chính. Bằng nhôm thì nó cũng mạ màu vàng rất là đẹp như thế này anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy hai phụ kiện này. Rất nhiều các bác muốn lắp lên đồng, nếu bác nào muốn lắp lên đồng thì em vẫn lắp được bình thường. Thế anh chị có nhìn thấy hai cái này nó khác gì nhau nhiều cũng không ạ? Cũng không có quá nhiều sự khác biệt đúng không ạ? Sản phẩm này thì bên cây này nó đang phun màu theo kiểu cái vân của nó không phải là vân đậm anh chị nhá, nên là màu nó hơi ngả màu vàng đỏ vàng. Còn cây này sẽ là màu đỏ đậm đúng không ạ? Hai sản phẩm cùng phun một kiểu nhưng mà nó ra hai cái màu khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất liệu gỗ thì cái đường nét họa tiết hoa văn vân của con này nó là vân vàng hơn đúng không ạ? Con này thì nó là vân đậm hơn. Đấy, nó ra hai cái màu khác nhau. Ở phía bên này thì nó lại lắp được phụ kiện bằng đồng nên nhìn nó càng vàng hơn đúng không ạ? Sản phẩm này thì chúng ta sẽ tranh nhau khoảng độ 1 triệu đồng anh chị nhé. 1 triệu đồng là chúng ta tranh nhau về cái phần phụ kiện là mặt này, hay là thanh nắc quả tạ này đúng không ạ? Còn đâu đó kim các chú cái thứ nó giống nhau hết này. Anh chị nhìn thấy cái phụ kiện nó sẽ màu ánh đồng, nhưng quay gần hơn chi tiết anh chị xem nhé. Đây này, bên trong này nó sẽ là màu đồng này. Đấy, và cái kiểu dáng thiết kế nó khác đi. Phụ kiện của nó sẽ là phụ kiện màu đồng như này. Đây anh chị nhìn thấy này, phụ kiện màu đồng như này. Thanh nắc các thứ của nó cũng được thiết kế bằng đồng nguyên chất như này. Đấy, rất dày luôn. Còn đối với hàng bằng nhôm thì nó được thiết kế mỏng manh hơn anh chị nhé. Nhôm đây, nhôm đây thì phía bên trong này anh chị nhìn thấy nó sẽ bằng nhôm này. Đấy, và phía bên thanh nắc này nó cũng đơn giản hơn này. Thanh nắc của nó chỉ đơn giản như này thôi. Đấy, nắc nhôm. Quả tạ của nó cũng thì rất giảm nhẹ nhàng như này. Ok chưa? Nó chỉ khác nhau với đó. Còn đâu đó thì vẫn gỗ với cái thứ, các bác yên tâm là hàng BM đã được tuyển vân chọn gỗ rất chi là đẹp rồi, rất chi là kỹ càng anh chị nhé. Hai dòng sản phẩm này nó chỉ khác nhau đúng cái phần phần mặt đồng hồ và phần quả tạ thanh nắc thôi. Hai dòng sản phẩm này các bác yêu mến thì nên là trực tiếp qua xưởng em rồi nhé. Đấy, sản phẩm này thì bình thường ra em đang bán cái cây sản phẩm như thế này đang bán tầm độ 6 triệu đồng. Nhưng chị mua hàng bên xưởng em thì em bán cho anh chị giá hiện tại trong dịp hè lần này giá chỉ có 5 triệu 5 thôi anh chị nhé. 5 triệu 5 thôi cho dòng sản phẩm cây đàn hay là chim đại bàng. Đấy, mọi người yêu mến thì nên là trực tiếp qua xưởng em để đặt hàng. Phun bóng rất là đẹp luôn. Đấy, hè năm nay thì hàng rất là nhiều nên là bán giá cho anh chị giá rất là hợp lý mọi nhá. Rất hợp lý luôn. Còn thì, Tết thì hàng nó khan hiếm, này gỗ với công xá nó lên thì em lại bán theo cái thời điểm khác mọi nhá. Mọi người nhanh chóng liên hệ qua số hotline ở trên màn hình. Số là 096 103 3970 để đặt hàng anh chị nhá. Ok, thì em chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.